Chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ cùng các em dạy bài 2 sách giáo khoa môn giải tích 12 trang 24 bài giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số. Cụ thể bài 2 người ta yêu cầu là trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi là 16 cm, hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất. Thì ở đây chúng ta sẽ cố gắng từ giả thiết đề bài chúng ta tạo ra cái diện tích, tạo ra cái biểu thức diện tích theo dưới dạng hàm số, được chưa? Hàm số rồi chúng ta có thể là giải quyết cái bài tập đó bằng cách là tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đó trên một cái khoảng hoặc trên một cái đoạn nào đấy chúng ta xác định được. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ bắt tay vào việc nhá. Đầu tiên thầy mới gọi. Gọi hai cạnh của hình chữ nhật. Gọi hai cạnh của hình chữ nhật. Của hình chữ nhật là x, y là x cm và y cũng đơn vị cm luôn, được chưa? Điều kiện đó là x, y đều lớn hơn 0, được chưa? Rồi, thì ta mới có là chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật. Chữ nhật là 16 cm. Nên ngay lập tức chúng ta suy ra là 2 nhân x xì cộng y bằng 16, được chưa? Điều này sẽ tương đương với đó là x xì cộng y là bằng 8, được chưa? Tương đương y là bằng 8 trừ x, được chưa? Vậy 8 trừ x cũng sẽ phải lớn hơn 0 vì y lớn hơn 0, nên chúng ta suy ra x sẽ phải bé hơn 8, được chưa? X sẽ bé hơn 8, được chưa? Do đó ta có x sẽ thuộc vào khoảng 0,8, được chưa? Chưa nhỉ? X lớn hơn 0 mà bé hơn 8 mà. Rồi. Bây giờ ta mới có là cái diện tích hình chữ nhật. Diện tích SC sẽ bằng x nhân y bằng x nhân 8 trừ x bằng trừ x bình phương cộng 8x, được chưa? Bây giờ thầy mới xét hàm. Xét fx bằng trừ x bình phương cộng 8x trên 0,8, được chưa? Trên khoảng 0,8. Ta tính y f phẩy x bằng trừ 2xy cộng 8, được chưa? Trừ 2xy cộng 8. Rồi, f phẩy x bằng 0 tương đương với đó là x thì phải bằng 4, được chưa? X bằng 4. Chúng ta tính ta có F0. Ta có F0 thì bằng 0 đúng không? F8 cũng bằng 0. F4 thay vào đây 8 4 3 2 trừ đi 4 bình 16, F4 bằng 16, được chưa? Vậy max, họ yêu cầu tìm diện tích lớn nhất thì chúng ta tìm max là đúng rồi đúng không? Vậy max fx trên khoảng 0,8 là bằng 4 à bằng 16 đặt tại x thì bằng 4, được chưa? Để chữ tại nha các em, đặt tại x bằng 4. X bằng 4 thì chúng ta suy ra y bằng 8 trừ x cũng sẽ bằng 4 luôn, được chưa? Kết luận thì hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là hình vuông đúng không? Hai chia cạnh của hình chữ nhật bằng nhau bằng 4 thì là hình vuông có cạnh 4 cm, được chưa nhỉ? Có cạnh 4 cm, được chưa? Rồi chúng ta kết thúc bài số 2 tại đây.